phải thấy cái không ăn kiểu đấy được. Chào cô chú anh chị các bạn, như VL thì mọi người cũng biết hôm nay Tuấn review về khu sinh thái Thiên Quang. Thì đây là cái bản đồ về khu sinh thái Thiên Quang đấy. Là Tuấn đang đo khoảng cách từ cái chỗ cầu Rào 2 đến cái khu mà cánh diều, để có thể rẽ vào bên trái là cái khu sinh thái Thiên Quang. Thì cái khoảng này là nếu mà đo từ chỗ cầu Rào 2 mà đến chỗ cánh diều thì cũng mất khoảng 4 km. Còn đi vào cái khu sinh thái Thiên Quang thì mất khoảng gần 500m thôi. Đấy, thì thực ra là mình phải quành sang đường một chút thôi. Thì mọi người cứ đến chỗ cánh diều, nhìn chéo chéo sang là có một cái biển ở bên khu sinh thái Thiên Quang ở đấy, là mọi người dễ tìm thôi. Nếu đi từ trung tâm thành phố mà ra chỗ cầu rào này thì cũng chỉ khoảng 3-4 cây. Thì nói chung là nếu mà mọi người đi chơi cuối tuần thì cũng rất là thoải mái, dễ dàng. Chỉ khoảng chục cây, chưa đến chục cây nếu mà đi từ trung tâm thành phố. Còn đâu là về bản chất ra thì thực ra là khu sinh thái Thiên Quang này cũng rất là gần rồi. Nếu mà nói về cánh diều thì mọi người cũng đã biết rồi, khu triển lãm cánh diều thỉnh thoảng diễn ra những hội chợ, và Tuấn cũng đã review một cái video trên đây rồi. Đấy, chỗ đoạn đấy là đường D đấy, còn đi thẳng vào trong thì tí Tuấn sẽ cho mọi người nhìn những cái đoạn đường đi vào và khu sinh thái Thiên Quang như nào. Thì trong video này thì Tuấn cũng review nó cũng khá kỹ để mọi người có thể hình dung ra được, tại vì Tuấn muốn là khi mà review các khu sinh thái thì mọi người có thể hình dung ra được đến có thể chơi cái gì, không gian như nào, ăn uống như nào, để mọi người có thể cảm nhận được cái khu sinh thái Thiên Quang đấy. Đó, thì đây là cái đoạn mình đi từ phía Đồ Sơn về, xong rồi rẽ vào, tức là đi vòng từ bên cánh diều về chéo chéo bên kia kìa, xong qua một cái đầu đường ngay gần đấy thôi rồi rẽ vào đây. Thì đây là cái đoạn đường khu sinh thái Thiên Quang, lúc nãy cái biển xanh ấy. Thì đoạn đường ở trong này thì mọi người thì đi ô tô nói chung là thoải mái nhé. Mình thấy ô tô đi thoải mái, lác đác ở đây quanh quanh đây thì họ vẫn sinh sống bình thường. Video tới Tuấn sẽ review luôn cả cái khu, mấy cái khu đầm mà Tuấn đi dọc bờ đê từ Đồ Sơn về, chia sẻ cho mọi người khám phá tuyến đường đấy khá là hay. Và vừa rồi cũng có lên khu Đồ Sơn review một cái chỗ địa điểm vui chơi, không phải vui chơi giải trí mà địa điểm ngắm view khá là đẹp ở Đồ Sơn, chẳng một số người cũng biết. Đây là một cái chỗ mà người ta cũng đang làm đầm với nhau này. Đấy, thấy cô bạn trong nhóm bạn nói là như thế. Thực ra khu sinh thái Thiên Quang này thì như là cũng mở được khá lâu rồi, tại vì về bản chất là nếu hồi trước cách đây khoảng 2 năm thì mình với cả được anh bạn là đi trong hội xe win rủ đến đây họp hội ở khu này. Tại vì thực ra khu này khá là rộng nhé, đây là một phần chỗ hồ phía trong thôi. Thì thấy cô chủ xinh đẹp ở sinh thái Thiên Quang này nói là rộng khoảng tầm khoảng gần 50 hecta, khá là rộng rồi đúng không mọi người. Phía sau cái dạng cây này là một chút vườn cây, và phía sau nữa là sông Lạch Tray chảy dài, mọi người có thể nhìn trên bản đồ lúc đấy. Đấy, thì đây là cái đoạn ở ngoài phía ngoài đường, ngoài phía ngoài cửa bắt đầu vào trong thôi. Thì mọi người cũng có thể để ô tô thiếc ở đây rồi là ngắm nhìn một chút, rồi là đến đây nói chung là cảm giác cái không khí mà nếu mọi người đến đây phải nhìn được cái hồ xung quanh nó rộng như nào, thực sự là rộng xa tầm mắt luôn. Đấy, mọi người nhìn mình view một chút để mọi người có thể tham khảo được. Chút nữa mình sẽ vào trong kia view luôn cái khu trong ăn uống ở trong đấy, rồi là chỗ để có thể là ngồi chụp ảnh check in, rồi là có thể là bơi lội gì ở đây, có thể là rất nhiều cái đấy. Sinh thái Thiên Quang chỗ khu này để được khá nhiều xe nhé, mọi người có thể cảm nhận được. Rồi chúng ta bây giờ là đi vào trong xem như nào. Đây, đi vào trong đây thì hôm nay thì mình đi cùng với một hội bạn, thì cũng gần cái ngày cuối tuần, cách đây một hai hôm thôi. Hôm nay là ngày 28 tháng 12, ngày hôm qua hôm kia gì đấy, thì đi tầm chiều. Nhưng mà cái tầm hôm nay thì nắng thì có nắng, nhưng mà đáng nhẽ là định đến sớm, nhưng mà do đi Đồ Sơn về thì lại có chút việc chút là hơi lâu, cho nên là bị mất cái ánh hoàng hôn. Chứ thực ra ở đây cái tầm đúng hướng ánh hoàng hôn hướng Tây, lúc khi mà mặt trời lặn xuống nhìn chiếu thẳng vào trong khu quán này, nhìn chỗ ngoài, chỗ cái hồ rộng, cái view nhìn khá đẹp. Đây, chỗ
mình cho lúc nãy là cái chỗ hồ mà người ta cũng nuôi kiểu đầm, kiểu nuôi cá, nuôi tôm. Ở đây thì nói chung là khu sinh thái nào cũng thế thôi, mọi người đều biết, đều là có những cái đầm nuôi cá, nuôi tôm, rồi là để thả cá nuôi sống các thứ để mọi người có thể đến đây ăn cá tươi, rồi là câu cá, vui chơi giải trí. Thì quanh quanh đây là cô chủ là chào anh là sướng khu sinh thái là cũng trang trí cũng khá nhiều. Về bản chất thực ra là nó cũng không được đông trong cái thời điểm này, vì là cũng là mùa đông là một, thứ hai là những cái thời điểm mà khó khăn của cả thế giới, của cả nước trong cái thời điểm này thì cái dịch bắt đầu lại bùng bùng lên. Mọi người nếu theo dõi thông tin của thành phố Hải Phòng cũng thế, hoặc cả một số nơi ví dụ như Hà Nội cũng bùng lên nhiều, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ lại giảm khá là nhiều nhé. Thực ra thì Hải Phòng vừa rồi, mấy hôm vừa rồi thì cũng làm ví dụ trung bình một ngày là cũng khoảng hơn 300 ca đấy, có lần là hơn 400 ca, gần 500 ca đấy, khá là nhiều đúng không? Nhưng mà về bản chất là thấy đều mọi người đều được tiêm hai mũi khá là nhiều rồi. Tuấn cũng được tiêm hai mũi, hầu như học sinh con Tuấn học lớp 7 cũng được tiêm hai mũi rồi. À, mọi người nhìn thấy chưa, đấy là cái khu cánh diều đấy, nhìn chéo sang đây đấy, cái khu đầm tôm này mọi người vẫn nhìn cái ánh dài hồng hồng hồng, rực rực hồng của ánh chiều tà. Thực ra Tuấn quay đây thì điện thoại nó cũng hơi sáng một chút cho nên là mọi người cũng không nhìn thấy rõ hơn được. Nhưng mà nếu mà ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là quanh quanh đây là có cây lan, cây nước, rồi là khu bàn ghế ở trong này khá rộng, khá nhiều để mọi người có thể ngồi để ăn uống theo gia đình này, theo hội họp này, tổ chức sự kiện này, sinh nhật này, là các sự kiện cuối năm rồi đấy. Mà cũng sắp sửa cuối năm rồi, hôm nay là 28 tháng 12, chuẩn bị hết năm 2020 rồi. 2022 rồi. Đấy, đây có cả karaoke, tivi cho các mọi người có thể ngồi tròi, bàn khá rộng, ngồi đây ăn uống rồi giao lưu các thứ. Có cả màn che màn trước các thứ nhá. Nếu mà ánh nắng buổi chiều, thực ra là nắng chiều hoàng hôn, cái nắng tầm chiều tầm 4 giờ trở đi ấy, khá là đẹp, khá là tốt da, khá là tốt cho mọi người nhé. Cho nên mọi người không phải ngại đâu. Ngắm một nhìn cái không gian nó rộng, nó đẹp và nó cảm nhận nó thực sự đấy. Đấy, nếu mà lung linh vào buổi tối đấy nữa thì khá nhiều. Đợt này thì mình cũng không thấy có hoa, đợt trước là có thấy có hoa dọc ở các cái đường ra đấy. Này đấy, có cả đạp vịt cho mọi người nhé, không phải có mỗi con đâu, có 2-3 con đạp vịt cho mọi người đạp ra giữa hồ kia để chụp ảnh check in. Ai mà có flycam mang lên đây để chụp ảnh check in giữa hồ rồi đã quay cảnh các thứ thì rất là đẹp luôn. Tiếc là Tuấn sẽ không có ở đây. Cô chủ làm khoảng 3 cái cầu. Và có một cái đặc biệt nữa là có một cái hình mà hình như là mọi người đều không nhìn trên mạng, có một cái view nhìn hình trái tim rất là đẹp nhé. Tí Tuấn sẽ chỉ cho mọi người. Đến tầm chiều mất ánh hoàng hôn cho nên là không quay được nhiều cho mọi người. Thực sự là rất là tiếc ấy. Mọi người đến tại vì vào mùa đông này thì tầm khoảng 4:30 5 giờ là bắt đầu đã sầm tối rồi. Cho nên là nếu mà ai mà đến cái tầm mùa đông, mùa lạnh lạnh một chút này ấy, thì mọi người nên đến sớm một chút. Còn đâu mùa hè thì rất là ok thôi. Mùa hè thì khéo mọi người có thể ra đây bơi luôn nhé. Mang quần bơi nước ra đây bơi thoải mái luôn. Thấy cô chủ bảo thế, bơi thoải mái, câu cá thoải mái. View chụp ảnh sống ảo đấy. Có mấy con thiên nga nữa. Mọi người có thể đạp vịt thiên nga ở khu này. Tuấn theo Tuấn được biết thì đợt trước ấy, thì mọi người đến đây vui chơi cũng khá là nhiều. Đợt hội xe win đến đây thấy vui chơi cũng rất là vui luôn, rộng rãi, thoải mái, view đẹp nữa, về vùng sông nước rồi cây cối cho mọi người một cảm giác, một sự thay đổi thực sự là tuyệt vời. Không khí nó trong lành rồi lại có lãng mạn, lại có đồ ăn, lại có câu cá cùng gia đình bạn bè vui chơi. Đợt đấy hình như là còn có cả anh chủ quán hay cô chủ quán còn làm cả cái cầu mà có thể đạp xe chạy qua cái đấy. Tí nữa Tuấn chỉ cho một cái đoạn nữa ở cái khu cũng là cái kiểu như dạng đầm ấy. Nói chung ở đây khá là rộng nhé. Và cô chủ nói là ở đây là trồng cây trồng kiếc, phía đằng sau kia Tuấn không ra được, nhưng mà khá là nhiều cây cối, cây ăn quả sạch luôn. Mọi người có thể ăn uống sau đây là có cả cây. Đây có cả rau mầm sạch cái này đấy. Còn đây là những cái trò nhỏ nhỏ dành riêng cho khoảng chục người, hơn chục người.
là mọi người có thể ngồi đây ăn uống kín đáo. Đây là một cái đầm nữa. Đấy, đấy có cái cầu kiểu dạng như này này, cầu tre vắt vẻo này. Đấy, để mọi người có thể ra đây cầu tre vắt vẻo lên. Đấy, trước hình như có một cái cầu tre dài nữa để mọi người có thể đạp xe sang. Đấy, dài tít một tắc luôn. Để Tuấn hỏi. Đây là cả cái khu tít xuống dưới kia là của mình hết ở... Rộng nhỉ? Là khoảng bao nhiêu hectare? 45 hectare. Phía đằng sau này có trồng cây đằng kia nữa đúng không? Đấy, tầm cũng 40 hectare đúng không? Hơn 40 đây dạng dừa dài. À mà Tuấn cũng đã review một cái khu cũng nối liền phía đằng kia là sông Lạch Tray chảy dài ra. Thì Tuấn cũng đã đợt vừa rồi Tuấn cũng đã review một cái khu sinh thái ở ngay chỗ gầm cầu rẽ gầm cầu rào 2 rẽ vào rẽ trái vào ấy. Cái khu sinh thái gì Tuấn cũng quên tên rồi nhưng mà cũng rộng. À rộng thì không phải rộng bằng như này được. Nhưng mà cũng khá là đẹp. Không gian thì tất nhiên là không thể rộng bằng đây được, tất nhiên rồi. Còn đâu là cũng khá là đẹp để mọi người có thể tham khảo trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Còn đây là khá rộng đấy, mọi người nhìn cái chỗ này nữa, lại cái chỗ kiểu như là tổ chức sự kiện khéo 100 người trở lên cũng được luôn. Sẽ review cho mọi người một chút mấy cái hình ảnh, có thể chụp ảnh check in ở đây như thế nào để mọi người có thể tham khảo được kỹ hơn nhé. Tuấn làm video thì nó hơi dài một chút để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái khu này, hoặc là những cái khu vui chơi giải trí để mọi người có thể hiểu rõ hơn là đến đây sẽ có được những cái gì. Để chúng ta có thể ví dụ như tổ chức hội hẹn bạn bè thì mình có thể là review để xem cho mọi người có thể biết là đến đây có vui không hay không, hay ăn uống ở đây nó sẽ như nào. Thì tí đoạn cuối video Tuấn sẽ chia sẻ về ăn uống các thứ, mấy món mà Tuấn ăn ở đây, đặc biệt là có cả món cua, vài món ấy, cũng một vài cái bí truyền của ông anh chủ quán truyền lại cho anh em lâu ngày ăn những cái món lạ nhé. Đây trồng rau hữu cơ đấy, phân phối rau hữu cơ các thứ đấy. Đến đây ăn rau sạch rau xiếc cũng thoải mái, tại vì là ở đây đất trồng với cả vườn trồng cũng khá nhiều, và là cua kiếc là cá kiếc các thứ là đều được anh chủ quán ở đây. Tại vì ở đây là vừa là đầm, anh ấy bán buôn bán lẻ bán buôn các thứ nữa đấy, tôm sú tôm đầm cá rô phi đầm cá đồng, cá vược cá song bống cua đầm này, mực ống này, gà tre gà ta vịt cỏ vịt trời ngao hầu ốc ếch dạng bay các thứ là có hết đấy. Đến đây thì có một vài bể cá, đợt này thì cũng vắng nhưng mà nói chung là cũng có khá nhiều món mọi người có thể lựa chọn ở đây ăn uống ở đây có thể tham khảo được. Nói chung là cứ đặt trước, mình nghĩ là đây là một địa điểm khá lý tưởng để mọi người có thể đến đây vui chơi cuối tuần, hoặc là lâu lâu mà chúng ta không đi đâu mà được, hoặc là những cái dịp cô ấy về như này thì chúng ta có thể cuối tuần đến đây, mặc dù có thể vào mùa đông thì nó hơi lạnh một chút, nhưng mà mọi người ngồi ăn uống thì nó cũng được che bạt che biếc cũng khá là ok, chứ chỉ buổi tối muộn quá thì buổi tối mà nhìn ra ngoài bờ sông thì rất là khó nhìn rồi, nhưng mà cái tầm chiều tà và tầm trưa nắng đẹp này nhìn ra đây thì nó cũng không đến nỗi là lạnh lắm đâu. Cho nên mọi người có thể ăn uống. Tuấn ở đây và ngồi hôm nay cũng buổi tối mà mọi người biết là thời điểm một hai hôm nay thì gió lạnh mùa về, mọi người nhìn đang Tuấn đang mặc cả áo len áo khoác các thứ rất là lạnh luôn, lạnh thực sự. Đây cô chủ quán ấy, đấy cô chủ quán trông xinh đẹp rất là trẻ trung và rất là nhã nhặn vui vẻ với mọi người đấy. Chụp ảnh check in ở đây cũng đèn đóm rồi trái tim để mọi người có thể chụp ảnh một vài cái kiểu ảnh check in, nếu mà có ánh hoàng hôn mọi người có thể chụp, xong rồi chụp bằng điện thoại cũng được, xong rồi chỉnh sửa lên một chút, tăng màu lên một chút, chọn ánh mặt lên một chút, chọn sáng lên, nếu mà ngược sáng thì mọi người bấm vào cái phần tối ấy, hoặc là về mọi người có thể dùng app, cần thì chuyển cho Tuấn để Tuấn làm cho ánh sáng nó sáng mặt lên, đằng sau vẫn còn nhiều một ánh hoàng hôn, Tuấn làm Tuấn gửi lại cho chia sẻ luôn cho mọi người có thể tham khảo được. Đấy, rất là đẹp đúng không? Những cái ánh hoàng hôn chúng đôi bạn đi ra, hoặc là tí đã đi ra khu trái tim, rồi là đi trên những cái cầu bằng. Nói chung là nếu có trẻ con thì mọi người cũng, nếu có trẻ con thì mọi người lớn thì cũng phải lên trông
các bé một chút. Đấy, nói chung là đi ra cầu sông nước các thứ này, nói chung là đi ra những cái khu này thì không tránh được, nên mọi người cũng phải chú ý nhé. Trái tim trái tiếc là phải đạp vịt đạp tiếc ra đây, view nhìn sang bên kia, ánh mặt trời hoàng hôn nhìn xuống rồi đấy, buổi tối lên đèn, ánh đèn bắt đầu nhấp nháy rồi, rất là tuyệt vời đúng không? Mọi người chỉ cần chỉnh một chút thôi là bức ảnh lên quá là đẹp rồi. Một vài hình ảnh để mọi người có thể tham khảo được khi mà chụp ảnh ở đây view là như nào. Đấy là thực ra là Tuấn còn không chụp nhiều ấy, như đội mấy đội chị em kia nhá chụp nhiều lắm. Còn chụp mấy địa điểm khác rồi cây dừa cây diếc Tuấn không view được. À đây, cái chỗ đoạn trái tim này thì Tuấn không đi ra được kịp tại vì có vài việc đấy. Cái khu trái tim này là nhiều bạn đôi đứng ở giữa cái trái tim đấy, xong rồi chụp lên view cực đẹp, đi vào đi ra rồi đi vào trong rồi các thứ, là các đôi bạn trẻ có thể chụp view ở đây. Hôm nay thì thực ra thấy quán thì cũng chỉ có một vài đội mình, một vài đội nữa ngồi ăn uống các thứ, thường là cũng phải 3-4 đội thì ngồi ăn ở đây, cũng không phải là toàn thanh niên là chính, cho nên đợt này lạnh lạnh thì các gia đình thì cũng ít khi cho ra đây, nhưng mà hôm nào ấm nắng lên thì cũng ra đây. Mà thực ra về bản chất là như này, Tuấn thấy là vài năm gần đây ấy, là mặt một năm gần đây, hai năm gần đây là thời tiết là cũng từ đợt trước đến vừa rồi đến giờ là cũng không phải là quá rét cho mọi người, mà hôm nay mới gọi là một hai hôm nay bắt đầu mới gọi là thực sự là rét đấy. Đấy thì trong video đoạn này thì Tuấn ăn uống thì sẽ chia sẻ cho mọi người một vài thứ đấy, có tép tiếc rồi là sẽ có cả cua này, có cả món nhậu và một vài món ví dụ như là dạm này, món cua bể này đấy, món cá này, mọi người có thể tham khảo được trong video này. Cách ăn uống nó như nào? Không làm món gỏi này mới nhá. Có dạng mà. Anh em ăn được gỏi không? Có dạng. Cái này chấm gì anh nhỉ? Trường ơi, cho chị chút, Trường ơi. Anh em. Mấy anh em ăn được gỏi không? Trường ơi, cho anh gỏi chiên này lúc. Em ơi, cho anh một đĩa gỏi tôm trộn nhé. Đây là món cá gì ấy? Món cá hói. Cho anh mấy ít lạt đĩa đây để... Anh bảo cá hói. Cá hói à? Cá xúc khổ không có? Lâu lắm rồi mình cũng không ăn món cá này, nhưng mà ăn cùng với gỏi cuốn đấy, cuốn mỗi người một nửa thôi đấy, hôm nay đội mình có khoảng 7 người ăn hình như mất mỗi người chỉ mất khoảng hơn mấy trăm nghìn thôi, khoảng 300-400 nghìn đổ lại thôi mà ăn no bụng luôn. Đây mình được cả miếng đầu cá. Mọi người có thể bóc ra xong rồi ăn cùng với cả cuốn. Đây, mọi người có thể xem cách cuốn rồi ăn chấm với cả tương. Anh làm ăn là bắt đạt. Anh em mình cứ cái này phải cuốn đúng không? Đây là cuốn là như nào? Chắc cũng phải cuốn. Cá hói này cuốn đúng không? Đúng rồi, đây đi em. Đây cuốn cùng với đây cái sao vậy? Cho anh nha. Kìa. Đấy. Xì dầu một tạt với này cái gì? Đấy. Thêm một rau lòng đi. Cuốn đồ ấy nhỉ. Cho anh một đĩa quả tôm trộn nhé. Ăn đi bạn, ăn cho lóng nhé, cái này nó nguội, nó ngon. Đầu năm mà không dịch mà không cấm thì nhỉ, em mời vợ chồng anh với mọi người sang bên đây để trồng cây chưa nhỉ? Em ở gần đền à? Em cách nuôi 5 cây. 5 cây à? Đi đến đấy là chỗ... 5 cây đấy anh, đến Đập Minh Đức có thể 2 cây rồi, xong từ đấy qua trong kia để 3 cây chứ anh. Một đĩa lọc cũng như thế này được sang. Anh hay sang bên đây đấy. Hôm nay quán cũng vắng vắng khách nên là ngồi cùng với cả chủ quán ăn uống, ngồi tâm sự và anh ấy chỉ cho một vài thứ cách ăn uống cho nó ngon. Mọi người nhớ rau sống này khế chua này, rồi là chuối xanh này đấy, với cả cuốn với cả nem, xong rồi chấm với cả mắm đấy. Nhưng chấm riêng mà dạng thế, kiểu dạng mọi nhiều người gọi là bỗng ấy, khi mà ăn gỏi kiểu dạng gỏi. Đấy, cá này thì được chín rồi. Để luôn bỏ cái cá, bỏ bên cá đấy, để bên cạnh luôn. Đây em để đây nhá. Thừa. Vẫn vẫn còn. Này không được của ai không ăn. Gỏi này là cá gì đấy? Cá hói à? Gỏi tôm. Gỏi tôm. Gọi là cá hói. Gỏi tôm. Vẫn là ok. Review là
Này Tuấn ơi, không sao mà. Anh sắp xếp rồi này, chú xuống. Dạ, chiên lá lốt. Review. Còn bên này là món dạm chiên giòn. Đấy. Ăn với cả chiên giòn với cả lá lốt. Ăn giòn ngon lắm, mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nhé. Và một chút nữa khách ăn cua, tại vì lâu rồi mình cũng không ăn cua, thực ra cũng quá lâu lắm rồi. Và cái cách bóc cua như nào cho ngon thì mọi người có thể tham khảo được nhá. Còn đây là con dạng đấy, đấy được chiên giòn. Ăn luôn, ăn thẳng luôn, ăn thẳng luôn cả càng luôn nhá. Cho vào bữa ăn thẳng luôn. Chấm với hạt tương ớt. Nó khó. Nó giòn tan ở trong miệng luôn. Ăn thoải mái, không sợ hóc, sợ hiếc gì cả. Đây là món gỏi tôm rảo. Cà chua, bây giờ cà chua gặp cái ấy. Ngày xưa ấy, ngâm chanh rồi. Tôi đang cái món này là tôm rảo tươi, Tuấn ạ. Xong bóc xong thả vào chanh. Chanh xong là mình thả trước mình trộn luôn đúng không? Bắt khô, không bắt khô thì mới trộn gia vị. Đây là món gọi là tôm món gỏi tôm trộn kiểu Thái. Đây là món gì đấy? Gỏi tôm trộn kiểu Thái. Quê hổ thân đó. Khó kiếp, trộn kiểu Thái. Chứ em đi ăn ở chỗ Đồ Sơn là bóc con tôm ra xong rồi ngâm vào bát chanh luôn, xong rồi mù tạp luôn, xong rồi cứ ăn đến đâu thì ngâm trước cái đấy một lúc rồi xong rồi mình ăn. Trộn gia vị, đây là món tôm trộn kiểu Thái. Món này đúng ra nếu ăn đúng kiểu Thái nó là phải cho ít một số các gia vị nữa cơ. Nên đây mình ăn theo kiểu Việt Nam. Không, bây giờ mình nhiều người ăn món Thái thế cũng phải chuyển sang dần. Tức là nó cũng kể cả ăn miền Nam thì cũng phải một phần là Bắc vào đấy. Chúng là cũng lái được một lái đi một chút, chứ không phải là ấy. Cái này ăn với mình. Chấm mù tạt. Anh nhá. Vâng, máy có để em hơn 100 ghi ấy nhỉ. Thấy cái gì em quay đây là dung lượng vẫn nhiều. Cái là uống tí lưu trên đấy. Tí nồng độ vào là nhắm nó cũng đây, đây một tạt. Đây một tạt đấy. Đây một tạt. Cây nhá. Bên nếu ấy phải lấy thêm dạ món nào tháng nào em cũng ăn. Anh món này anh thích này. Dạ món ngon mà. Em là fan của sushi nên mà ăn thoải mái. Đúng rồi. Có cả cái này nữa. Chưa có dạ, có là. Đây là cua nhá, cua bẻ nhá. Cua bẻ đầm, nuôi đầm. Đấy, anh ấy còn cung cấp cả cua bẻ cơ. Có đầm to mà. Đấy, mỗi người một nửa con thôi là ăn đã thấy no rồi chứ không phải là mỗi người một con nhé. Ở đây là còn đây là mực, mực ống cũng được nuôi. Cua bẻ nhìn to ngon lắm. Đấy. Nhớ là mọi người lúc cua xong một lúc sau thì mới cho rau ngổ vào. Đấy chủ quán bảo thế. Ở đây có cả cua gạch và cua thịt. Mọi mình gọi nửa cua gạch, cua thịt. Cua gạch thì cho chị em ăn. Cùng với cả một chút rau muống, ăn cái này cho cả có cả rau muống luôn. Một chút nữa sẽ cách đập làm sao mà mọi người ăn được có món cua ngon nhất, cách ăn ngon thì mọi người có thể tham khảo cách này nhé, xem có giống cách mọi người ăn không nhé. Nhưng mà ăn cái cua thì đầu tiên trước hết là mình thưởng thức cái nước trước đã. Mình ăn cái cua. Cua này mình nuôi ở cua đầm. Con đầm thì lớn hơn con chung nhiều nhỉ, bông cua đấy. Lớn lắm. Nhất là có khi lấy rất là yêu ấy. Ăn cua không chung? Có chứ, ăn chứ. Thôi gì chả ăn được. Có hết rồi mình. Ý nghĩa hỏi là Trung có ăn hay không để ăn đấy, đúng không?
vì là nó thấy là cái nhu cầu của nó là nó không được thỏa mãn. Ông Trung đấy, quay cái để lắc nhẹ cái này. Bài, ý, đây, vậy, không. Ý là mình đang nói cái bài riêng ăn cua thể hiện đấy, mình còn chán chán ở đây. Đây tôi nói bạn nhé, nếu như gọng này thì bóp được, nhưng mà bóp quá thì nó bét thịt. Nó vỡ ra nó bét thịt. Chuẩn luôn. Ông phải như này. Cái con độ nhảy tăng lại. Được chưa? Nó không bật nhiều. Ok. Đấy là thực ra anh không đập đi. Đấy nghe được rồi thôi. Đập đi. Anh sống ở cái thằng đất này bé. Cái này chưa. Thôi. Để anh nghĩ là đến cốt chứ mới được ra. Nếu mà để em tôi sẽ quay ông đâm mặc đường. Nhiều người các cứ đang khỏe bóp cái đấy. Tôi sẽ quay ông đâm mặc đường thôi. Chuẩn chưa? Chắc đâu. Không phải rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà không phải là cái gì mình cũng rất đơn giản đấy, không phải ai làm được. Đúng rồi. Giống như em xem một cái video hướng dẫn ăn ghẹ, mặc dù mình ăn ghẹ cũng nhiều nhưng mà có video ăn ghẹ cũng bẻ tốt thật. Cái này là mình tự sống hàng ngày mình sáng chế thôi, nhưng mà đúng là chẳng ai dạy mình. Riêng cái quả bơ này chính thức là anh to ấy nhỉ. Tôi này mà nguyên được cả một cái khối thịt đấy. Dạ anh ăn cua nhiều, anh sáng tạo thôi nhưng anh chẳng có hay lý do đấy. Bạn nhá. Nếu mà tháng 7 ngon. Tháng 7 mà bắt cua thứ 2 giờ đêm. À tháng 7 bắt cua thứ 2 giờ đêm thì mới được này. Cua thì phải là anh của anh phải dậy sớm để đánh bắt rồi. 2 giờ đêm dậy là đánh bắt rồi. Thì mới kịp là 6 giờ sáng để giao hàng cho người ta. Mình phải buộc nó ra cái bài thì không để ra. Cua người ta gọi là chói, người ta gọi là chói. Dưa tớ mua cua về tớ mua khác, tớ phải biếu những cái máy đây. Thế mà cần đấy có cái bài. Ngon. Đường. Đường nữa đúng không? Đường rồi đúng không? Chính bóp càng cua rất nhiều người không biết ăn. Biết cách làm. Rồi, một chút chia sẻ với cô chú anh chị các bạn về cái khu Thiên Quang, khu sinh thái, một địa điểm khá hay để mọi người có thể đến đây vui chơi giải trí vào cuối tuần, hoặc lâu lâu không đi chơi đâu có đến đây có thể tham khảo được. Cũng rất là mong là cô chú anh chị các bạn góp ý ở dưới video để mọi người có thể hiểu rõ hơn là ở đây sẽ như nào nếu ai đã từng đến đây, hoặc là có gì sai sót thì mọi người có thể góp ý cho Tuấn để Tuấn làm những video tốt hơn. Mọi người có thể tham khảo những cái video Tuấn đặt ở cuối cùng để mọi người có thể tham khảo những video về khu sinh thái khác, khu ăn uống khác nhé.